Mình vô đây là cái nơi mà bình thường xà lan mình chạy ở phía dưới á. Không quay ra đây nè. Vô lễ cá đi. Lễ cá đi. Hôm nay ở trên đây á, lễ gì á mọi người, ta cúng quá chừng luôn nè. Mà không biết hôm nay lễ gì. Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì xà lan Ngân không có làm hàng á. Ngân dời ra ngoài, Ngân đậu chung với xà lan của chú Thiếm Dũng rồi. Hôm nay thì đại gia đình xà lan á, mình sẽ đi lên chợ Campuchia và mình sẽ đi sưu tầm những cái đồ nghĩa địa Nhật. Cứ mỗi lần mà lên Campuchia mà có thời gian rảnh không có giao hàng á, thì xà lan hay rủ nhau đi lên chợ Campuchia xuống Nam Giang á, thì mình sẽ đi sưu tầm những cái đồ nghĩa địa Nhật. Ở trên đây người ta bán rất là nhiều luôn. Hôm nay Kim Ngân xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi cái video mà mình sẽ đi lên chợ Campuchia mình sưu tầm đồ nghĩa địa Nhật nha. Bye bye. Bye bye. Ngủ đi được mà ngồi đi chập quá. Hôm nay mình sẽ đi xuống Nam Giang chơi. Wow. Giờ là 12 giờ mấy trưa. 12 giờ đi Nam Giang chơi. Quá trời nắng luôn rồi. Nay mình không có giao hàng á. Ở xà lan buồn quá. Đi chơi luôn. Đó, giờ đi lên dốc. Còn đây là cái xe túc túc. Xe này á, thường thì mình lên đây á, thì mình sẽ đặt cái xe đi nguyên ngày luôn. Đi từ sáng tới chiều luôn. Giờ mình muốn đi tới đâu thì mình nói. Rồi người ta chở mình đi. Rồi đi thôi, đi thôi. Ở đó bao nhiêu kho lắm. Cái xe này gọi là xe túc túc. Xe Honda mà chở 6 người. ai cũng chết cuối cùng phải đi chết hả? Xe này xe túc túc bên Campuchia là đó, có treo bông treo hoa rồi nữa nè. Trang trí rồi đó. Mở máy lạnh lên đây, nóng quá. Mở máy lạnh lên, nóng quá, nóng rồi. Mở được không? Mở được không? Đậu rồi anh Khanh. Ôi, nó mé. Xe Honda. Kẹt xe. Xanh đỏ. Lần nào đi tới đây cũng bị xanh đỏ đây nè. Chứ còn đừng có mấy loại này đâu. Thấy vừa thấy nhức cái đầu rồi. Nó giỡn. Phải một chiếc đó đó. Được. Còn phải một chiếc đó đó. Để chiếc mà đi xe đầu đỏ đó. Cái chỗ này là khách người ta hay xuống rồi kìa. Cái góc đường này nè. Cái gì? Rồi xe người ta đó. Vít bay. Xe Nhật. Còn không phải dưới này nha, chứ dưới kia kìa. Đi xe màu hồng kìa. Nè. Ồ, xe đó hai dạ. Người. Cái này là hai đứa ốm ngồi mới vừa nha. Chứ đứa mập đứa ốm ngồi mới vừa. Ủa vậy chứ, chiếc con si hai chồng đi. Mà thấy chiếc con si có giao hai chồng đi mà mẹ có nói. Thôi bảo vậy, xe tao á. Phải người ta không hả? Nghe nhìn ngọn quá ha. Rồi, xuống bu. Nước cái gì? Nước cục ấy đặng cục da đặng có một cái kho nữa. Cố kìa. Có giá cái gì cái kia hả? Giờ mình sẽ đi vô cái kho.
con xe con. Trời, bữa nay vô nhiều đồ hơn bữa anh. Hôm nay rất là nhiều đồ luôn. Cái gì? Đây là những cái đồ này là đồ của Nhật không á? Đó, này là bộ nè. Dạ có nè, 2 đô nè, 4 đô nè. Có giá không? Thì chưa được đô. Đó, chán dễ quá chứ anh. Cũng kết nối điện thoại vậy đó. Đó, mấy cái này là mấy cái đồ Nhật không nha. Mua nào mua. Wow. Mấy này mua về để ăn yến á. Cái này là không có cái nào nó vô bộ hết á, nó dụng không à. Cái vòng vòng ở đây có mấy cái chỗ mà người ta để nồi son nè. Nồi son chảo hay. Cái này là cái nào cũng có để giá này 10 đô nè. Wow, cái này thấy cưng quá à. Này cũng 10 đô luôn. 10 đô là 250 á. 250 tiền Việt. Ôi mấy cái ấm mà nghĩ nóc đã không. Cái này hôm nay đồ này ít quá. Nãy gì anh? Máy bộ phim hả? Đây. Máy bộ phim. Nó tiêu mấy cùi à. Đây là mấy cây quay phim nhỏ nè. Mà mấy cái này mua về là mình phải ha. Mấy cây quay phim nhỏ nè mà. Mấy cây này phải mua mấy cây đựng. Năm đô. Mất cái đầu rồi. Ngân đang cầm một cái cây nhỏ. Cái tiếng coi vòng vòng á, nhiều khi cũng có, nhiều khi xuống cũng sao đi sao rồi cái vậy nó xuống. Cái này mấy cây này xài im lắm cả nhà, bữa Ngân có mua cây rồi mà cái này bị thiếu cái đầu à. Không có cái đầu. Cái này được nè. Anh muốn cây này đúng không anh? Được. Cái này được à. Mà sao anh coi cái đầu đó coi nó luôn như gân rụng mà. Đúng rồi. Như gân rụng á. Này à, coi cái này, cái này là máy gì đây? Cái đèn pin nè. Cái này là hàng nghĩa địa Nhật nha mọi người, đồ cũ chứ không phải đồ mới nha. Đây là máy câu cá. Ê, cái này mới. Này đẹp nè. Xếp hả? Đây là máy câu cá mọi người. Nè, cái này siêu bự nè. 10 đô. 5 đô. 10 đô, 8 đô, muốn mua cái nào mua. Máy này mới cần câu bự đã. À, mình tính tiền thôi. Ngân mua cái lò nướng nè. Cái món nướng thịt đăng, mấy cái lò. Cái này là 5 đô. Anh tính đi, anh tính đi, tính đi. Đó, giờ mình mua xong rồi đó. Đi thôi. Người một bọc. Đi vô xong đi ra người một bọc. Thầy của Hiếu Dũng rồi. Của Ngân, ông xã Ngân cầm rồi.
mọi khi con đi, mọi khi con đi không có đông. Vô cái kho mình mua mấy bơm, mấy cái đồ, một cái xuồng nó là ngon mua ở trên đây nè, mấy cái mua tư bình cái xuồng đó. Là mình lên đây mình sưu tầm mình mua không nè, này là đồ cái đĩa không á, mấy cái kho cái kho này là người Việt Nam hết, có nhiều cô chú anh chị hỏi ngon á, đi lên đây mà mình không biết tiếng tâm chia rồi sao mình nói chuyện. Mấy cái kho này người ta là người Việt không à? Người Việt ta lên đây ta kinh doanh. Hỏi nó thử coi. Cha ngon mỗi lần mà đi lên đây là ông đi vô mấy kho nào này. Nào hút nhớt ra được không? Sưu tầm. Ừ. Hỏi gì cũng hết. Nước mạo ta. Nước mạo ta. Mò mò có gì không chứ Dũng? Giờ mình hỏi cũng không biết được đâu hỏi. Dạ muốn mua gì thì hỏi anh chị cho chứ vô mò biết được đâu mò. Rồi cứ coi thoải mái đi. Có tính tiền coi không? Phá nhà hoài á. Vô coi thoải mái đây nè. À, muốn mua gì mua nha. Máy bơm mua tua gì tùm lum hết. Ngon 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 có hai cái nhất đó hả? Dạ có cái gì lạ lạ mà mới mới không chị em ơi? Hết rồi. Hai cái máy dành cái gì? Hai cái máy mà hôm bữa xịt rửa xà lan á, cha ông mới mua. Ổng ổng sửa luôn, mua cái này ổng cho thợ sửa luôn đó. Đây. Đây là mấy cục giảm tóc nè. Thường thì ba cái đồ nghề với xà lan á là cha ngon lên đây sưu tầm không à, mấy cái đồ cái xuồng của mình ở dưới á, bữa hả mua được mấy cái im ra giờ lên đây kiếm mua nữa không có hết rồi, hết hàng quá trời, cái kho rộng lớn
này cái chú ông chủ ông nói ông mới xả kho hết nửa kho, còn có nửa kho mà như đây này là có nửa kho thôi đó nha. Thí lực đó ha. Bơm dầu. Đem đi nút dầu cũng được, có gì đâu bình thường. Xài găng. Nhóng. Vô quanh. Hôm sáng ăn mua cái máy bơm này. Giờ người ta thử cho mình luôn. Bây giờ chú mới bích vô này em con. Thử ok mới mua nha. Mạnh lên. Ông cũng có mấy phần đường mà. Hả? Chút có mấy phần đường không? Mấy phần đường Nhật. Thử, đó, ghim điện vô. Sao chú, được không chú? Ổng không, chú Dũng? Ổng không? Không có hết cái tay đâu. Có hết không? Có. Nãy giờ mình đi mua đồ. Đó, bây giờ đi ra xe về. Bây giờ ở ngay chỗ cái đường đường này thì chạy lên kia xíu là đường cầu Sài Gòn á. Đường này mình cũng biết kia bằng đường gì nữa. Xe quá trời đông luôn. Ở bên mình đi bên Việt Nam qua thì sẽ đi đi ngang đoạn đường này nè. Đó có xe buýt. Giờ mình đi về cái đường cầu Sài Gòn. Xong rồi xíu nữa mình sẽ đi ra Đền Vua. Cái đường cầu Sài Gòn này con thấy lúc nào cũng bị kẹt xe. Xe ở đây lưu thông nhiều. Bên Việt Nam qua, rồi bên đây qua đó. Xe đã không? Kìa. Ủa xe này đặc biệt không nè. Ồ. Trời ơi, xe gì? Xe đó xe gì mà khói dữ vậy? Kịch khó lướt kìa. Chạy không nổi chứ. Xe đó thôi chứ. Xe màu hường mấy kiểu à.
người ta cúng đa phần người ta cúng hoa sen không. Đây ra đây quay cho mọi người xem đây nè. Ngoài đây là cái nơi mà Thà Lan mình nó bữa đậu chạy lên nè. À. Quá trời đông luôn rồi. Lại đây quay bồ câu nha. Ôi ôi. Đây là ta thả chim nè, thả chim với lại thả cá phóng sanh. Mua chim với mua cá xuống đây phóng sanh. Ở trên đây có mấy cái con chim gì mà nó siêu to luôn. Con này con gì á? Những cái chiếc du thuyền này là người ta cúng làm ăn á.
du thuyền á, quá chừng bồ câu nó bay ở trên nóc mình nè, bay ở trên đầu mình á. Wow, ở phía trên này người ta thả cá, còn ở dưới người ta lấy vợt đi vớt kìa. Quá chừng bồ câu nè, đây nè. Wow, ngay chỗ này có người cho ăn bởi nó bu lại quá chừng luôn nè. Đây người ta bán một bịch về là 1.000. Bịch là 1.000. Đây phía mà thong một con, một con. Wow. Ở ngoài đó là cái chỗ mà em bữa Ngân đậu, Ngân quay clip cho mọi người xem đậu một đêm chờ con nước á. Cái chỗ này là Nam Giang thì mình còn gọi là sông bốn mặt á. Một hướng là đi Lào, một hướng thì đi về cái hướng ở trong đây nè, là đi cái hướng mà Xà Lan Ngân giao hàng ở trên đó đó. Và cái hướng mà đi cầu Sài Gòn thì đi đường phía bên này, còn cái hướng đi ra ngoài kia là đi về dưới cửa khẩu. Đó, ngay chỗ này thì mình còn gọi là đền vua. Đây đền vua phía trong nè, ở trong đó có một cái sân cỏ và người ta qua bên đây người ta cúng xong, người ta qua bên cái sân cỏ bên kia người ta ăn uống rất là đông luôn. Bắp này là bắp cho bồ câu ăn nè, bắp nguyên hộp này sao ăn nổi. Có chứ người ta cho ăn quá trời, ăn không hết á. Hạt đậu xanh. Ông nói ông đứng đâu xích ăn trước á. À, phía trong này là đền vua nè, vòng vòng ở trong đây là đền vua hết luôn á. Này thì chỉ gọi là cái đền thôi, chắc có lẽ là vua người ta không có ở đây, mọi người gọi là đền vua thôi à. Ở đây là khung cảnh, nó bữa Ngân ở dưới Thà Lan Ngân quay lên nè. Giờ mình được đi lên trên mình quay clip đó. Hôm nay có dịp đi quay phía trên đền vua cho mọi người xem. Đi một vòng tham quan thôi à, quay clip cho mọi người xem thôi. Bây giờ Ngân sẽ đi về thôi. Cái chiếc xe túc túc của mình đi bây giờ không biết đậu ở đâu luôn, giờ mình đi kiếm. Tại vì ngay chỗ này công an người ta không có cho đậu. Đó, bán đồ ăn bây giờ người ta ngồi khúm khúm, bắt đầu người ta dọn người ta ăn. Quá xá đông luôn. Đây ngay chỗ này bán ốc nè, ốc bu, ốc đắng. Bán đủ loại luôn. Đây cũng giống như là địa điểm khu du lịch vậy đó. Chiều chiều mát mát á thì người ta sẽ ra ngoài bờ kè đây người ta ngồi ăn uống. Trời ơi, cái tài con nhỏ kéo nhỏ đi. Ở phía trước có hai hot girl ạ. Quá trời tóc dài ạ. Tóc dài bay trong gió luôn. Giờ mình đi tìm cái xe túc túc của mình. Không biết ở đâu luôn nữa. Cái ổng đậu xe ở đâu mất chiêu à. Đi về thôi, về Xà Lan thôi. Đi chơi nguyên ngày nay rồi. Rồi, bye bye anh tài xế. Anh tài xế đó cũng gắn đèn, chơi đèn dữ lắm luôn á.
quá xá đồ rồi. Giờ mình sẽ vận chuyển từ từ. Giờ thôi chắc hai cái miếng rau được không? Hả? Cái đậu dễ vỡ đó nha. Thằng dễ vỡ. Nhiệm vụ đi xịt đèn. Cái dốc này cao dữ lắm, cao luôn. Từ từ để con quay ngược lên con xịt đèn cho. Rồi xuống đây. Vậy tính ra này hai vợ chồng lo thân con không có lo cho ai chứ thím Dũng. Quá trời, thím Dũng xách hai tay luôn. Quá trời. Này. Hai chồng nên nay sai mà thôi đây, sai mà dạ đi. Rồi. Xuống xà lan thôi, hên cảng của chị Ngọc còn mở cửa. Chúng ta đóng cửa rồi đi lên kia, đi lên đi xuống xa xôi lắm.